Lập trình viên máy tính cho phép game thủ chơi bóng như các ngôi sao Nigeria. Là một người hâm mộ bóng đá ở trường đại học, lập trình viên tên là Victor Danian đã thất vọng khi trò chơi điện tử giới thiệu các câu lạc bộ và cầu thủ từ khắp châu Âu, nhưng lại thiếu các cầu thủ địa phương và các ngôi sao của quê hương Nigeria. 3 năm mày mò và hàng trăm dòng mã sau đó, anh ta đã tung ra thứ mà anh ấy tin là trò chơi điện tử bóng đá châu Phi đầu tiên. Trò chơi là phiên bản sửa đổi của trò chơi mô phỏng bóng đá bồng tấn Pro Evolution Soccer của nhà sản xuất trò chơi Nhật Bản Konami, có 50 câu lạc bộ và hơn 1.400 cầu thủ từ khắp các giải đấu của Nigeria. Kể từ khi ra mắt vào tháng 5, bản vá trò chơi của Danijan mới chỉ được tải xuống vài chục lần, nhưng nó đã thu hút được người hâm mộ trên sân cỏ và ghế sofa. Harrison Austin, một cầu thủ bóng đá của Ikorodu City FC ở bang Lagos, cho biết việc có hình đại diện kỹ thuật số có thể tăng cơ hội được các đội khác săn đón. Đội Ikorodu City FC của anh ấy và đội Mountain of Fire FC nằm trong số 50 câu lạc bộ Nigeria có mặt trong trò chơi điện tử. Chủ sở hữu của Ikorodu City FC, Oluwatoyin Gafa, tin rằng nó sẽ giúp thúc đẩy các câu lạc bộ. Oluwatoyin Gafa đã nói rằng nó sẽ tăng lượng người hâm mộ và theo dõi và mang nhiều lợi ích cho câu lạc bộ. Danijan cho biết trò chơi được tải xuống miễn phí nhưng hiện tại chỉ có trên PC. Liên kết tải xuống hiện trên trang Twitter và kênh YouTube của anh ấy. Anh ấy đang làm việc trong giai đoạn nâng cấp tiếp theo cho trò chơi, bao gồm phiên bản di động và thêm các câu lạc bộ châu Phi khác, bắt đầu với một giải đấu Nam Phi và một giải đấu của Ai Cập. Danijan hy vọng sẽ mở rộng sự hấp dẫn của trò chơi bằng cách xây dựng các đội liên minh từ khắp các lục địa và bao gồm âm nhạc và bình luận của châu Phi.